Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tịnh Minh ạ. Dạ, con kính thưa sư, sự sợ hãi, kinh cảm về nỗi khổ đau luân hồi sinh tử là trạng thái tâm thiện hay bất thiện ạ? Nó có tương tự như nỗi sợ hãi bình thường không ạ? Sự sợ hãi mà nói là kinh cảm, ví dụ như là mình niệm về xác chết, niệm về sự chết và mình thấy cái nỗi khổ trong sinh tử của mình hay của chúng sinh, thì cái tâm này là hoàn toàn là tâm thiện nhé. Cái đây là một cái trí tuệ ấy. Đây là một cái pháp, một cái trí tuệ rất là cao. Nó có cái sự kinh cảm và nó có cái sự nhàm chán, nó có cái sự ni tham, nó có cái sự mong muốn được chấm dứt khổ đau. Thì cái tâm này là tâm rất là cao thượng, cái tâm này là tâm thiện rất là lớn, chứ không, nó khác hoàn toàn với cái sự sợ hãi. Những cái như trong cái bài kinh mà Đức Phật nói là sự sợ hãi ở trong rừng này khác hẳn nhé. Sự sợ hãi sinh lên từ cái tâm phiền não, từ cái sự ngu si, từ cái, còn cái kinh cảm nó sinh ra từ cái trí tuệ, từ cái sự giác ngộ cao thượng, từ cái sự thấy các cái điều chân chánh, thấy các cái sự thật. Còn cái sự sợ hãi mà ở trong nơi hoang vắng đấy là cái tưởng. Cái sự sợ hãi đấy không sinh ra từ trí tuệ mà sinh ra từ cái tưởng, sinh ra từ vô minh, tham ái chấp thủ. Còn cái sự sợ hãi kia là sinh ra từ trí tuệ, sinh ra, thì cái hai cái sự sợ hãi đấy khác nhau hoàn toàn.